cây tràm này gắn bó gần như rất nhiều với đời sống của cư dân ở nơi đây. Ra ngoài trước cũng gặp tràm, qua bên hông nhà cũng gặp tràm, ra ngoài sau lưng nhà cũng gặp tràm. Nói chung là tràm là rất nhiều. Mình có thể hoàn toàn vận dụng cái gió tràm ở địa phương để làm bức tranh. Phải lựa chọn kỹ hơn về mặt kết cấu, về mặt màu sắc thì mình lựa chọn thật là kỹ. Cách làm tranh gió tràm là mình áp dụng theo hình thức xé dáng. Trước tiên là mình định vị các cái bố cục hình ảnh trên bức tranh. Sau đó mình sử dụng vỏ tràm được thu thập từ ngoài tự nhiên. Màu trắng này mình sẽ sử dụng để làm các cái chi tiết như là đám mây, mái nhà, vàng nhạt và màu vàng sẫm. Thì đối với các gam màu này mình sẽ sử dụng vào cái việc mình làm các cái nước, rồi các cái bờ đất, các cái chi tiết cành cây ở phía xa. Mình vận dụng như thế nào cho nó phù hợp. Vì cùng bên ngoài thì nó sẽ có những cái lớp màu là màu xanh, xanh rêu. Đây là những cái màu gông rêu, nó đóng gông tự nhiên trong cái cây tràm của mình trong quá trình sinh trưởng. Thì đối với gam màu này mình sẽ sử dụng làm các chi tiết như là các cái đám cây ở phía xa. Hiện nay thì cái tranh gió tràm tương đối có độ cao ổn định. Ví dụ như một bức tôi cầm trên tay như thế này thì cũng phải có giá từ 350.000 trở lên. Bản thân em mới đầu nghĩ về những vỏ tràm thì nó khá là vô dụng, giống như là thường sẽ ung thang giống. Nhưng sau khi em nhìn thấy được như vậy thì em thấy có những ý tưởng sáng tạo hơn nữa để phát triển kinh tế. Giống như em nghĩ về giống như là năng thì có thể làm ống hút tự nhiên và không gây ảnh hưởng tới môi trường. Mình có cái tâm và mình có một cách thích ứng phù hợp thì rõ ràng trong cái điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, với những tài nguyên bản địa hoàn toàn có thể biến nó thành một cái giá trị mới, mang lại cái sinh kế cho mình thì cuộc sống của mình tốt lên mà mình không cần phải đi đâu.